từ cách mạng dân chủ tư sản. Năm 1917, tức ngày 16 tháng 4 năm 1917, Lenin từ Thụy Sĩ trở về Petrograd. Ông tuyên bố chính phủ lâm thời không thể giải quyết được những vấn đề cơ bản của xã hội nước Nga. Người vạch rõ nhiệm vụ chủ yếu lúc này là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngày 3 và 4 tháng 7 năm 1917, tức ngày 16 và 17 tháng 4 năm 1917, công nhân và binh sĩ ở Petrograd xuống đường chống chiến tranh. Chính phủ lâm thời đã ra lệnh nổ súng vào quần chúng biểu tình, làm cho đường phố Petrograd đẫm máu. Đến đây, đảng Menshevik và đảng xã hội cách mạng đã bước hẳn sang phía thù địch với nhân dân. Đến tháng 10, làn sóng cách mạng dâng lên cuồn cuộn khắp nước Nga, điều kiện khởi nghĩa chín mùi. Ngày 7 tháng 10 năm 1917, tức 20 tháng 10 năm 1917, Lenin bí mật từ Phần Lan về Petrograd tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng. Đêm ngày 24 tháng 10, tức ngày 6 tháng 11 năm 1917, Lenin đã đích thân xuống điện Smolny trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Theo kế hoạch Lenin đã vạch sẵn, các lực lượng khởi nghĩa tập trung lực lượng đánh chiếm các khu vực đầu mối, các vị trí chiến lược như ngân hàng, nhà máy điện, nhà bưu điện, trung tâm điện thoại, nhà ga, làm chủ tình hình ở Petrograd. 2 giờ 10 phút rạng sáng 26 tháng 10 năm 1917, cung điện mùa đông được giải phóng. Các bộ trưởng trong chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Petrograd lật đổ chính phủ lâm thời, tuyên bố toàn chính quyền ở trung ương nằm trong tay các Xô Viết. Ngày 25 tháng 10 năm 1917, tức ngày 7 tháng 11 năm 1917, đã đi vào lịch sử là còn như vậy là mỗi sự kiện ngày 25 tháng 10 năm 1917, sự kiện quân cách mạng đánh chiếm cung điện mùa đông, trụ sở của chính phủ lâm thời, thì coi như là cách mạng tháng 10 Nga đã chính thức là giành toàn thắng, và năm 1918 thì quân cách mạng đã giành lại trên bộ nước Nga. Rồi, và các bạn cũng lắp được sự kiện thì ngay trong đêm luôn, tức là ngay trong ngày 25/10 luôn, thì đại hội Xô Viết toàn Nga được lập, thì người ta lập nên một cái chính quyền mới ở Petrograd. Và chính quyền này do Lenin đứng đầu. Đây là Lenin. Bây giờ hãy cho con coi tiểu sử chi tiết của ông này ha. Rồi đây là tiểu sử của Lenin. Lenin chỉ là cái bí danh thôi. Đây là Lenin. Đây là một nhà cách mạng Marxist và là một nhà lãnh đạo nước Nga Xô Viết và Liên bang và Liên Xô cho năm 1917-1924. Đây là một số tư liệu liên quan. Đây là giọng Lenin nè, các bạn hay nghe. Của Lenin. Rồi ông đi ông hay chính trị năm 1895 này, khi ông đi đây. Trong thời gian đi đây thì ông đi khắp nơi, ông đi tới Pskov, tới đi Tây Âu và ông đã gặp nhà, ông mới gặp cái nhà Marxist năm 1900 và ông chính là người truyền bá chủ nghĩa Mác của Nga và ông đã lấy cái bí danh là Lenin vào năm 1901.
Ngay cái phần này các bạn hãy đọc thêm để các bạn mở rộng. Rồi đây là một số nét về Lenin, các bạn hãy đọc thêm ở trong một số tài liệu khác thì các bạn mở rộng thêm nha. Về Lenin thì mình khái quát rồi, thì Lenin tên thật là Vladimir Ilyich Ulyanov, thì ông xuất thân là một nhà đại trí thức tiến bộ ở vùng Siberia, và ông đã phát triển và được học thuyết chủ nghĩa xã hội của các Marx cho nền hiện thực ở Đức Nga, và ông đã lãnh đạo của cách mạng tháng 10 Nga thành công vào năm 1917, và ông đã được đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918, năm 1922. Rồi biết nghĩa lịch sử của Mạc Hơ Bình Nga thì cái này các bạn hãy đọc thêm. Thì ý nghĩa lịch sử của Mạc Hơ Bình Nga là gì? Là mở ra một kỷ nguyên mới, đúng không? Kỷ nguyên mới tức là kỷ nguyên của các công ông dân, nhân dân lao động và nhân dân cái trang trọng biểu phóng cho toàn thế giới. Và những người này sẽ đứng lên làm chủ nước và làm chủ vận mệnh của đất nước, tức là sao? Tức là mở ra một kỷ nguyên mới đối với đất Nga, tức là kỷ nguyên của giai cấp mà các Marx cho là cấp vô sản, nhân dân lao động và các tộc địa phóng, tức là mở ra kỷ nguyên mới, tức là cái kỷ nguyên của những người mà sao mà phải mà thoát khỏi cái ách áp bức bóc lột của giai cấp khống trị. Và đầu tiên cũng xác lập một chế độ mới gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa. Chế độ này được xác lập là hướng mục tiêu gì? Xóa bỏ chế độ người bóc lột người, đúng không? Người bóc lột người tức là giai cấp khống trị bóc lột cấp bị trị đấy. Ở đây các bạn có hiểu hay hiểu đó chính là giai cấp địa chủ quý tộc ở Nga hay là địa chủ quý tộc ở các mặt trên thế giới là bóc lột nông dân công dân tàn bạo như vậy. Và cách mạng tháng 10 Nga cũng đã cổ vũ, đúng không? Cũng đã cổ vũ rất mạnh mẽ cho phong trào cách mạng, đúng không? Cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước, đúng không? Và của các bạn với dưới hình của cách mạng này thì phong trào nông dân, phong trào cách mạng ở các nước đã nổ ra, nhất là ở Triều Tiên là có phong trào mùa tháng ba ở Triều Tiên, ở Trung Quốc là phong trào Ngũ Tứ năm 1919, ở Việt Nam là các phong trào của cấp tư sản cho năm 1910 cho năm 1921 trở đi, và của cấp tư sản và các tổ chức cách mạng đầu tiên của cấp vô sản ở Việt Nam năm 1925. Và do ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga này thì lãnh tụ Nga Quốc trong thời gian bom ba hoạt động ở nước ngoài thì ông đã thì người đã nhìn thấy được cái nhìn thấy được những thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga, người cũng mới nhìn thấy được những cái thành tựu mà cái nhìn được những thành tựu ban đầu mà chính quyền Xô Viết của Lenin đã làm được, cho nên là trong thời gian mà người còn ở Pháp thì người đã nhanh chóng tiếp cận các tài liệu của Nga, và người đã đọc một cái bản có tên là bản gì đây, Nguyễn Bắc đã đọc cái bản gì năm 20 đây, năm 1920 đây, Nguyễn Ái Quốc đọc bản gì đây, đọc sơ thảo, đúng không, đây sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin đăng trên báo Nhân Đạo này, báo Nhân Đạo. Đây là tờ báo Nhân Đạo đây, báo Nhân Đạo. Ở trong tờ báo Nhân Đạo này có trích toàn bằng cái luận cương của Lenin đây, các bạn hãy đọc thêm luôn trên đây luôn. Đây.
người đã tiếp thu cuộc người người đã chiêm hưởng của truyền mác Anin khi mà người còn đọng ở nước ngoài, và chiêm hưởng rõ nét nhất khi mà người đã đọc được cái bản định cương này. Đây 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 đây, chờ đó đó rồi, từ đấy người đã cùng các đồng chí của mình là tán thành bỏ phiếu tăng quốc tế ba, và người sáng lập ra nên ba là người ba là đảng viên đầu tiên của sáng lập ba đảng là đảng cộng sản của Pháp đây. Rồi cái này các bạn đọc thêm nha. Rồi Nguyễn Quốc đã tiếp thu một cách sáng tạo những cái tư tưởng của Lenin và xúc tiến hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác Lenin vào Việt Nam, và mới các tác phẩm nổi tiếng, với các tác phẩm ví dụ như Bản án cho dân Pháp, Đường cách mạng, các tờ báo Người cùng khổ, báo báo Thanh niên và các tờ báo gì mà báo Người biết đề Lenin đã truyền bá một cách tích cực và cứu Mác Lenin vào Việt Nam, và những cái và chính những tài liệu này đã là những cái gợi những nền tảng hết sức là cơ bản để Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra những cái đường lối và là những cái đường lối cách mạng phù hợp để mà lãnh đạo cách mạng Việt Nam hướng đến thắng lợi cuối cùng, đúng không ạ? Thắng lợi cuối cùng. Đây. Đây. Một cái ý nghĩa cuối cùng quốc tế đó chính là gì, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đấu đấu tranh phóng dân tộc của nhân dân ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, và hồi nãy nó rồi đúng không ạ? Rồi và Hồ Chí Minh và Bác Hồ đã nhận định như nào về cuộc mạng mới đây? Bác Hồ nhận định sao? Thì cái mạng 10 là sao? Giống như mặt trời chói lọi, thì cái mạng tháng 10 là chiếu sáng khắp Nam Châu và thức tỉnh hàng triệu người bé bức bóc lột trên trái đất. Rồi, trong lịch sử là người chưa có cuộc cách mạng nào mà có nghĩa tới mà sâu sai vậy. Tức là Hồ Chí Minh, tức là Nguyễn Quốc trong quá trình hoạt động cách mạng thì người đã chiến lược của cách mạng không nha, và người nhận định được cái ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng này, và coi như là cuộc cách mạng này đã mở ra, đã gợi ý được rất nhiều tưởng để người có thể lãnh đạo cho cuộc cách mạng Việt Nam sau này. Đó chính là một số nét về cuộc cách mạng tháng 10 nha. Còn còn mà mình hỏi mình tò hỏi tại sao gọi là cách mạng tháng 10 Nga, đúng không? Tại sao gọi là cách mạng tháng 10 Nga? Tại vì cuộc mạng này diễn ra vào tháng 10 Nga theo lịch cũ, đúng không? Theo lịch cũ cho nên gọi là cuộc cách mạng tháng 10, đúng không? Rồi bài mới này hết, xin chào các bạn.